Ai đây? Em, người yêu tương lai của anh đây. Ơ, người yêu nào? Người yêu tương lai. Người yêu tương lai là ai nè? Anh ra xem ai. Cháu đến gặp anh Hoàng muốn tỏ tình với anh Hoàng ấy. Tỏ tình gì? Ai quen đâu mà tỏ tình? Ơ, buồn cười nhỉ. Thế là cháu ý là cháu là bây giờ là cháu quen biết con trai của tụi của bác. Vâng, cháu quen nó có gặp rồi, nó chuyện với lại. Thế bây giờ thế bác phải có thế này các cháu đâu. Anh Điểu ơi. Làng bên. Mà thế nếu như mà bây giờ làng bên, thế bây giờ cháu quen con trai bác từ lúc nào, tầm nào hay giờ cũng như lúc nào? Cháu quen là trước đợt đi uống nước ở vỉa hè, cháu nói chuyện rồi, cháu mới đến đây nói chuyện rồi. Có đâu. Thế nhưng bây giờ bác hỏi một câu nhé. Thế bây giờ cháu ở cháu quen con trai bác. Ừ, thế bây giờ bác chỉ hỏi một câu. Đây đúng là con trai bác, nhưng mà nếu là như để mà nói, bác chỉ hỏi nó một câu, mày có quen biết nữa cũng gọi là không? Không, con có quen ai đâu. Cười cứ ngại á, người ta không ngại thôi. Thế là ý là bây giờ cháu là muốn vào tỏ tình với con trai bác. Vâng. Anh ngại thôi, chứ anh bảo với cháu là anh. Ủa nhưng mà con có biết hai chị ai đâu, tự nhiên đến bảo con có quen gì đâu. Bác ơi, đây này em gái cháu. Rồi. Còn cháu ở làng bên. Em gái cháu thì thích bạn này lâu rồi, cháu tìm hiểu bạn này nhất xóm. Tôi hỏi hai cô một câu ở đây, bây giờ các cô ở đằng bên các cô làm ăn cái gì? Làm cái gì? Cháu đi làm rồi. Cháu đi làm rồi. Vâng, đi làm công ty các thứ rồi. Đi làm rồi. Cháu cưới con trai bác rồi. Nhưng muốn cưới con trai tôi. Đúng không? Vâng. Thế bây giờ như thế nào để mà cưới con trai tôi? Thì bác cho đồng ý cháu cưới thì cháu lấy thôi, cháu thích lắm rồi. Nhưng mà con có biết ai đâu. Anh tự nhiên đến bây giờ nó vẫn bảo là không thích. Đó.